Chào anh em, đây là hộp mà Night Beauty thật nha. Đấy, Night Beauty thật thì khi mà mình phải mở hộp ra như thế này thì mình mới kiểm tra được. Còn nếu anh chị em nào chỉ nhìn qua bề ngoài thì không bao giờ kiểm tra được là nó có thật hay không. Phải mở hộp ra và mình dùng Zalo. Dùng Zalo để mình quét nha. Đây là cái biểu tượng quét mã QR này. Mình sẽ chiếu vào đây ạ. Đấy, nó sẽ ra cái trang web là dms.gps.vn. Sau đấy có gạch chéo, detail và có cái mã số, cái dãy mã số ở đằng sau nha. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào mở ra xem nó như thế nào. Còn những cái hàng giả nó sẽ ra cái trang là mi.qr rồi abcxyz gì đó ở đằng sau. Đấy, những cái hàng đó thì sẽ không bao giờ được công ty bảo hộ quyền lợi nha. Không bao giờ được công ty bảo hộ quyền lợi. Các anh chị em mà có mua về, có muốn đổi trả lại thì những người đó cũng sẽ không đổi trả lại cho các anh chị em. Và các anh chị em sẽ chịu hoàn toàn rủi ro. Và có gọi điện lên công ty thì công ty cũng sẽ không bảo vệ quyền lợi cho các anh chị em, bởi vì đó không phải hàng xuất phát từ công ty. Và đối với một sản phẩm uống thì chúng ta hãy sử dụng những cái sản phẩm chính hãng, chuẩn chỉ, sẽ được công ty bảo vệ quyền lợi nha. Hãy là những người tiêu dùng thông thái để bảo vệ những người làm ăn chân chính ạ. Đây, chúng ta mở lên nó sẽ ra cái thông tin như này. Đấy, nó sẽ có cái chữ là viên uống trắng da Night Beauty. Ở dưới nó sẽ có cái dấu chấm than là dms.gps.vn. Thì đây mới là cái trang chuẩn. Đấy, nó sẽ ra một cái dãy số như thế này. Đồng thời nó sẽ ra gì, cái số seri đúng không? Seri nó trùng khớp với cả cái dãy số ở trên tem QR của mình đấy. Mọi người nhìn thấy không ạ? Các anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy, tại sao Đạt lại phải làm cái video này? Mục đích là để giúp cho các anh chị chọn được một cái sản phẩm tốt, chính hãng, để mình dùng mình yên tâm, đạt hiệu quả. Bởi vì hiện giờ có rất nhiều những người mạo danh công ty, giả mạo là đại lý của công ty Fanan Green, giả mạo là những người bán hàng chính hãng. Ai cũng nói mình là người bán hàng chính hãng cả, nhưng thật giả lẫn lộn. Thậm chí có những người gì ạ, có một hàng chính hãng, một hộp thôi, một hộp chính hãng, nhưng mà đến 59 hộp còn lại hay 99 hộp còn lại là hàng không chính hãng. Nếu anh chị em không kiểm tra từng hộp, không biết được. Nếu như mà mình không biết được họ có phải làm việc ở công ty hay không. Đây ạ, mình sẽ thấy này. Đây là cái dãy số này. Sau đấy nó sẽ hiển thị là mã này được quét một lần này. Và nó ghi rõ đây là sản phẩm được xác nhận bởi hệ thống AgriCheck. Hệ thống AgriCheck nha. Ok. Tiếp theo, nó sẽ có chữ là viên uống trắng da Nice Beauty. Đấy, nó có mã QR code này, số seri này. Số seri ghi trên vỏ hộp là 03494389. Thì cái số seri khi mà nó hiện lên nó cũng là 0394389. Mã sản phẩm là 01. Quy cách đóng gói hộp này, ngày sản xuất mùng 6 tháng 10 2021, ngày hết hạn mùng 5 tháng 10 2024. Ở đây nó có cái hình ảnh sản phẩm này, rồi những cái thông tin khác này. Hỗ trợ tăng cường đàn hồi cho da này, giảm nếp nhăn trên da, giúp làm sáng da, giảm thâm nám, giảm da tần nang. Rồi nhà cung cấp này, đơn vị cung cấp là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu đầu tư quốc tế dược mỹ phẩm Fanan Green, địa chỉ BT3.2 khu chức năng đô thị Vigracera Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và có số điện thoại hotline. Website công ty là fanangroup.com. Đây là trang web chính hãng, chính thức. Còn tất cả những cái trang web như là nicebeauty.com.vn, nicebeauty.net, rồi sản phẩm tự nhiên, đều là những cái trang giả mạo. Và những cái trang đấy không phải là trang của công ty, và là những cái trang bán sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi, hàng kém chất lượng và không được công ty bảo hộ. Các anh chị em nào mà muốn mua hàng chính hãng thì hãy vào cái trang đúng là fanangroup.com. Những cái trang khác không phải của công ty và chịu hoàn toàn rủi ro.